em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Hôm nay Trần Anh sẽ giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị một mẫu xe vừa hợp túi tiền, số tự động, chạy cực bốc nha, đi cực đồng. Đó là con Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011. Nó là dòng sedan hai đầu. Mời anh chị cùng tham khảo với Trần Anh đi vô trong đồng sơn con xe nhé. Đây là đồng sơn con xe nè. Em nói là được bật một cái áo màu vàng cát rất là dễ thương chị nha. Không có dấu hiệu được cứng đụng từ những sóng gâm để đổ lên nè, chị coi nè. Từ những sóng gâm để đổ lên không có một xíu lực cứng đụng thông qua nhé. Sơn rim còn được 75% trên con Chevrolet Cruze này. Xe này người ta đã qua sử dụng rồi nhưng mà chất xe nó còn đẹp mãi với thời gian và năm tháng. Đây là cùng đèn nguyên bản theo xe nhé. Đã được ốp inox hết toàn diện rồi anh chị ạ. Đây là hãy cùng trải nghiệm với chị nha. Đây là đăng kiểm tháng 5 năm 2020. Đó, tích hợp xi nhan nguyên bản trên con xe hết. Đây là cửa của em đó là anh chị ạ. Đây là phần nội thất nè. Em quay phần nội thất đi cho. Đây là phần nội thất của con xe nè, rất là đẹp. Vô lăng anh chị ạ. Vô lăng trang bị là túi khí trên con xe nhé. Đó, trang bị là toàn bộ túi khí trên con xe. Phần tắp lô là những cái vân gai này không dấu hiệu bị mài mờ nhé. Côn số tự động nè anh chị ạ. Một côn số nguyên rin nè. Một côn số nguyên rin theo xe nè, số tự động. B là khóa toàn diện, R là lui, N là mo, D là chạy đường trường nha. Chuyển qua số đây là số cơ anh chị nhé. Nguyên bản hết. Trên vô lăng là tích hợp trang bị là hai túi khí nè. Một túi khí trên vô lăng nè. Côn số vân gai của nó rất là nhạy anh chị nha. Con này mọi thứ chức năng chỉ chỉnh thôi à, lóc cửa mở cửa cũng trên đây à. Đó, rất là tiện dụng, học để đồ nè, rất là to. Đó, tất cả báo đèn anh chị nha. Ghế nè, anh chị coi phần ghế từ trên xuống dưới nè. Không có dấu hiệu bị mài mờ luôn anh chị thấy không. Đó, ghế rim của nó rất là dày nè, anh chị coi ghế nó rất là dày luôn. Nghe thằng thuốc nguyên bản theo xe rim từ em thiết hết nha. Học thì tay để đồ nè. Đó là phong dáng con Chevrolet Cruze mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị. Có những mẫu xe vừa hợp túi tiền, vừa mang lại cho anh chị một phong cách và chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu nhé. Con này máy 1.8, mức độ tiêu hao của nó nằm tầm 9-10 lít trên 100 km. Nó là dòng sedan. Đây ạ, cùng với Trần Anh trải nghiệm xung quanh của con xe nhé. Con xe gì đó? Đó, đây là đồng sơn nè, thân vỏ của nó nè. Đồng sơn rất là mỏng nè anh chị coi nè. Đồng sơn nè. Đồng sơn cực kỳ mỏng luôn nha. Đây là những sóng gân nè. Những sóng gân chạy của em nó nè. Không có dấu hiệu bị tông vai cứng đụng. Bốn cánh cửa đẹp như nhau, toàn bộ kính như đây là dán phim cách nhiệt hết toàn diện rồi nha anh chị nha. Đây ạ. Bước vào để cùng anh ơi. Chạy đi góc cửa rồi. Đây là anh chị, bước vào phần nội thất cùng với Trần Anh nè, trải nghiệm nè. Đó, đây là phần nội thất của con xe đây. Đó, từ ghế nè, rất là liền lạc anh chị thấy không, còn mới rất, không có dấu hiệu là mục mọt nha. Đó, tabi cửa là nguyên bản, nguyên rim theo xe từ anh ghép luôn. Đây là phần phía sau của con xe nè. Anh chị thấy đây nguyên phần phía sau của con xe không? Đây là cục đèn nguyên rim theo con Chevrolet Cruze nha. Đã được ốp inox rất toàn diện rồi. Đó, phong dáng rất là đẹp. Xung quanh xe nè, người ta có trang bị là cảm biến dê nhá. Cảm biến dê của con xe đó, ở dưới người ta đã đổ hai cái bô dẻ dưới đây rồi. Đó, em còn rất là nhiều xe. Và tiếp theo thì anh xin dư tự giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị. Con Kia Morning. Con này sản xuất năm 2010. Con Sport số tự động. Dòng Kia Morning siêu tiết kiệm nhiên liệu đến cho toàn thể tất cả anh chị, mang lại hiệu quả cao trong cuộc sống và nhỏ gọn, rất là tiện lợi để cho các chị em phụ nữ đi chợ, chở gia đình đi chơi, chở con cái đi du học, du lịch đều ok hết cho anh chị nha. Đây là thân vỏ của em ở đây, đồng sơn nè, rất là mỏng, phong xì bóp. Đây là anh chị ạ, cản nó phong xì bóp nha, điều hòa tự động nguyên bản theo xe từ anh ghép nhé. Con này đăng kiểm đến tháng 6 năm 2020. Hơn 200 triệu, 220 triệu anh chị có thể sở hữu được con Kia Morning phiên bản Sport đời 2010 chị nhé. Đây nè anh chị cùng trải nghiệm với Trần Anh nè. Form Sport nè. Đó, em cũng quay đi. Và tiếp theo ạ. Đây là phòng Kia Morning.
đời 2016, form mới, máy 1.25 anh chị nha, biểu tượng của Kia Morning như nào, nguyên bản trên xe hết, zin từ em giết nha. Con này là em nó được trang bị một cái màu áo, vẫn một màu áo bọc đô rất là dễ thương, tràn đầy cá tính trong cuộc sống luôn. Đây là nguyên bản từ trên xuống dưới của nó nè, nguyên bản nguyên rim hết nha, xe không có một xíu cứng đụng tông qua luôn, cùng đèn nè, nguyên bản còn rất mới, không có dấu hiệu là trời trụ luôn, được ốp inox rất toàn diện rồi. Đây ạ. À. Tiếp theo ạ, à, anh xin giới thiệu đây là con Kia Carnet. Kia Carnet sản xuất năm 2009. Con này bên em bán giá 290 triệu. Con này là máy 2.0. Số sàn. Con này có cửa sổ nóc anh chị nha. Đó, và tiếp theo con Kia Carnet nè. Đời 2011 đây. Con này 310 triệu, màu trắng ngọc trinh, dòng xe 7 chỗ, cửa sổ nóc, nguyên bản xe, zin xe từ em biết nha. Đó, tổng của em, tổng công ty salon bên ô tô chi nhánh bên em còn rất là nhiều xe. Con này đã full đồ chơi rồi, màn hình cam che đầy đủ như con xe hết. Ủa, này ngay đi đâu rồi? Có hè anh rồi. Đây à, đây là con dán con Kia Carnet nè, một màu trắng ngọc trinh anh chị nha, nội thất rất là sang chảnh luôn. Bên Trần Anh là tổng công ty salon ô tô Việt Nam. Trần Anh chỉ kinh nghiệm đến hàng toàn diện cho toàn thể tất cả các anh chị về những mẫu xe mới nhất, giá tiền hợp lý nhất để đến với tay người tiêu dùng. Anh chị ạ, tiếp theo ạ, Trần Anh xin giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị, đó là con Corolando đời 2017, xe chính chủ còn ủy quyền nguyên nhân chị nha. Đây là dòng xe bán tải hai cầu, số sàn, máy dầu, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này nó nằm tầm cỡ 7-8 lít dầu trên 100 km thôi nha anh chị nha. Đồng sơn thân vỏ của em đó nè, không có một xíu cứng đụng luôn, cũng đèn trước nguyên nguyên bản nè, ốp inox hết toàn diện. Đây là nó có một chỗ ít, rất là ít chỗ sơn dập thôi nha, còn toàn bộ là phủ sơn rim hết toàn diện trên con xe anh chị nha. Đây là không chỉ con xe này trang bị màn hình các chi này đủ nguyên bản, em xe hết rồi không thiếu cái gì đâu anh chị ạ. Mua về chỉ là việc sử dụng thôi nha. Con này bên em bán giá 460 triệu. Đây là con Ford Everest đời 2007, đèn vuông, form mới, mất hết sóng cơm nha. Từ đời 2007, cuối đời 2007 là form mới. Đó, đây là con dán nè. Con này bật cho nó một cái áo màu đen rất là mạnh mẽ. Hồ sơ bên em đã cầm tay rồi, anh chị nào mua, chừng anh ký giấy mua bán cho anh chị là anh chị về anh chị chỉ việc nhập thôi nha. Tại vì hồ sơ bên em cầm tay hết rồi anh chị ạ. Đây là form dán của con xe đây. Nguyên bản zin hết từ AMZ nha. Con này bên em bán giá 330 triệu anh chị ạ. À. Trần Anh sẽ báo giá công khai tổng công ty salon từng con xe một để đến với tay người tiêu dùng. Ngày hôm qua em làm clip rất là nhiều anh chị nói Trần Anh báo giá từng con xe cho khách xem. Hôm nay Trần Anh sẽ báo giá Ford Everest đời 2007, máy dầu, máy 2.5, dẫn động cầu cầu sau. Bên em bán giá 330 triệu anh chị nha. Đây ạ. À. Tiếp theo là con Chevrolet siêu nhân đây ạ. À. Con này sản xuất năm 2013. Đó, đây là con này số tự động anh chị nha. Dòng xe này 5 chỗ, bên em bán giá 185 triệu con xe này nha anh chị nha. Cụm đèn trước là nguyên bản con xe nè, còn rất mới nè, chủ nhà nè, trang bị nó ốp inox hết toàn diện. Đồng sơn thân vỏ của con xe rồi. Sơn rim con này còn được 75% anh chị nha, cũng có 1-2 chỗ là sơn dập. Đó, xe có sao thì Trần Anh báo giá tổng thể và báo giá chi tiết cho toàn thể cả anh chị. Con này đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Đây là anh chị coi phần nội thất của con Chevrolet siêu nhân nè. Quay phần nội thất nè. Đó, trong con xe này đã full đồ chơi hết rồi, không thiếu một cái gì. Anh chị xem nhé, từ phần tắp lô, vô lăng, đồng hồ, trang bị màn hình cam gia, cảm biến trên gương lái đầy đủ hết rồi nhé. Nhạc nhóm âm thanh ok, mua về là chạy thôi. Con này số sàn anh chị nhé. Chị anh xin lỗi ạ. Đây ạ, à, đây là phần nội thất phía sau đây. Nội thất phía sau của con xe nè. Rất sạch sẽ, không có dấu hiệu là mục mọt nhé. Đó, đây là form xe nè, anh chị quay từ sau lên cho anh chị xem nè. Đó, từ phía sau là quay lên nè. Màn hình cam gia đầy đủ như con xe rồi. Đây ạ, à, và tiếp theo một con Kia Morning nè anh chị. Đây là con Kia Morning đời 2009. Đây, không dán con xe nè. Chủ nhà đã thích hợp và trang bị ở dưới là có cái cản dây xung quanh hết toàn bộ rồi nha anh chị.
Con này là form cũ bản SX, anh chị nhớ nha, form cũ bản SX cùng đèn tròn, nguyên bản cho xe nhé. Đó, con này là sản xuất đó, ở Việt Nam nhưng mà nó là số rộng. Xe này không có một xíu chinh phục taxi cho nên anh chị có thể yên tâm về cái chiếc xe Kia Morning này. Nó phong dáng là new Kia Morning nè, màn hình cam gia đầy đủ trên con xe nhé. Là phong dáng của con Kia Morning nè, chủ nhà đã được dán toàn bộ tem thân vỏ trên con xe này hết rồi nhé. Đây ạ, tiếp theo là con mắc nớt này. Con mắc nớt sản xuất năm 2004. Với dòng xe này chạy rất là đồng anh chị nha. Dòng xe này chạy cực đồng luôn. Nó là V6, mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó nằm tầm 12 lít trên 100 km. Đó, phong dáng của con mắc nớt nè. Nó là sản xuất 2004 anh chị nha. Hơn 100 triệu anh chị có thể sở hữu được con mắc nớt rồi. Đây là con này đăng kiểm với FPA năm 2020. Đây là tổng quan phần nội thất của con mắc nớt nè. Đó, chị coi phần nội thất con mắc nớt nè. Toàn bộ hệ thống ghế chỉnh điện hết toàn diện nha. Bên tài là toàn bộ hệ thống ghế chỉnh điện hết toàn diện. Trang bị là hai túi khí ở bên tài và bên phụ anh chị nha. Nội thất rất là sạch sẽ, âm thanh nhạc nhóm rất là hay, lót sàn mới ok, ghế mới đồng sơn đẹp nha. Mâm đúc mâm xi hết toàn bộ 5 mâm đúc nhá. Đó anh chị xem nè, đó nguyên bản hết từ A đến Z nè. Đó, không có một xíu gì đồ chế nhá. Đây là phần tắp bi nè, anh chị coi phần tắp bi cửa nè. Đó, đây nè anh chị coi nè, đây là phần tắp bi cửa nha, những cái vân gai nè, những cái vân gai trên tắp bi cửa nè anh chị thấy không, đó rất là liền lạc, không có dưới được cứng đụng luôn, ốp dạ gỗ hết toàn diện rồi. Đây là phong sau của con mắc nớt nè, đó máy 2.5 anh chị nha. Đây là mắc nớt nè, máy 2.5 số tự động, nó nằm tầm 12 lít, nếu anh chị chạy đường trường 12 lít nha. Đó là phong dáng cục đèn nguyên bản cho xe. Tiếp theo ạ, chị Lâm xin giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị, đó là con Hyundai Galopper nha. Con này là máy dầu 2 cầu, máy 2.5. Con này siêu tiết kiệm nhiên liệu, 7 lít trên 100 km. 2 cầu vẫn còn đang hoạt động anh chị nha. 2 cầu vẫn đang hoạt động rất là ok luôn. Mua về là chạy con đồng sơn thân vỏ của nó, con đúc nguyên bản cho xe nè. 4 vỏ mới 90% nha. Chắc chắn rồi, đời này đời cũ, Trần Anh cũng phải đưa qua công nghệ 4.0 để xử lý làm đẹp toàn diện con xe này rồi nha anh chị nha. Bên em bán giá kịch sàn cho anh chị luôn. Giá không bớt thì nha, em bớt hết cỡ cho anh chị là 110 triệu. Đó là dòng xe Hyundai hàng nhập anh chị nha, sản xuất năm 2002, dòng xe bán tải 2 cầu, máy dầu, động cơ mạnh mẽ uy lực anh chị nha. Đây là phần nội thất của con Hyundai nè. Đây là anh chị cùng xem phần nội thất của con Hyundai nhé. Đó, 2 cầu anh chị nha. Đây nè, 2 cầu nè, đầy đủ dinh con xe hết, mua về chỉ việc sử dụng thôi. 4 vỏ mới 90%, bánh treo nguyên bản cho xe nhé. Nội thất em đã bọc lại hết rồi nha anh chị nha. 4 ghế đã bọc lại hết rồi, 4 cánh chỉnh điện. Gương chỉnh điện rất là nhẹ nhàng. Và tiếp theo ạ, đây là một con Jolly, sản xuất năm 2004. Dòng xe Jolly thương hiệu nha anh chị nha. Đây là dòng xe này 7 chỗ nhưng anh chị có thể chở được 8 người. Máy nó hoạt động dung tích xi lanh là 2.0. Mức độ tiêu hao nhiên liệu nó là 11 lít trên 100 km anh chị nha. Chạy cực đầm, cực bốc luôn. Đây là phần nội thất của con Jolly nè. Được cái ghế đẩy nguyên bản luôn chị ạ. Đây là anh chị cùng với anh trải nghiệm vào phần nội thất nha. Đây là nội thất của con Jolly nè. Đó, từ cái tắp bi cửa nè anh chị coi nè, đó những cái vân gai nè. Những cái vân gai trên tắp bi cửa nè, đó tắp bi nè anh chị thấy không? Ghế nè, ghế đẩy nguyên rim nhá. Tiền nào thì của đó anh chị nha. Vô lăng tích hợp 4 chấu nè. Con này 7 chỗ anh chị có thể chở 8 người nha. Xe nè, mọi thứ chức năng, gương chỉnh điện, trợ lực lái đầy đủ. Những mẫu xe bên em bán ra ở bên salon Trần Anh đã đưa qua công nghệ làm đẹp toàn diện và máy móc không có một xíu lỗi lầm nha. Anh chị tới tận nơi làm việc trực tiếp với em. Nhân dịp Tết này Trần Anh sẽ có giảm giá cho anh chị ạ. Dòng xe đi tốt dùng bền là đây. Đây là anh chị thấy chiếc ống sữa không? Đây là ghế nỉ nè. Ghế nỉ là rất là mới. Ghế nỉ nguyên bản theo xe anh chị nha. Dòng Jolly này nó có hai bản, một là bản ghế da, hai là bản ghế nỉ nha. Bản ghế nỉ thì nó chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn bản ghế da rồi ạ. Đó, sơn của nó nè. Sơn của nó còn được 70% là sơn rin. Còn lại bao nhiêu rồi cũng có chỗ dặn vé nha anh chị nha. Ở phía trước và phía sau. Vì đời này đời 24 rồi. Con này là bánh treo anh chị nha. Thấy à. Đó, vô ly bánh treo nè anh chị. Đó là tổng quan mà chị Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị về những mua xe còn lại bên Salon Ô tô Việt Nam. Và tiếp theo cùng với chị Anh đi đến một cái phần rất là quan trọng. Đó là chị Anh xin giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị là con Ford Everest đời 2010.
Anh chị cùng với chị Hanh đi lên xe, chị bộ xe bên em nhé. Đá xu giá cực rẻ luôn, hơn 100 triệu anh chị có thể sở hữu được con đá xu này rồi nhé. Đó là phong giấy xe bên em ạ. Đây là con Fortuner sản xuất năm 2009. Nguyên bản nguyên khối của nó từ em giết anh chị ạ. Không có một xíu độ chế nhé. Đây ạ, đây là cục đèn ạ. Cục đèn viên viên không dấu hiệu được về chùa. Đã được ốp inox rất toàn diện rồi, đây là biểu tượng của Fortuner anh chị. Đó, kẹt trước là trang quanh màn hình cam da, biểu tượng là bông lúa vàng Việt Nam nguyên bản theo xe về anh hết chứ. Đó, phong dáng đồng sơn nè, rất là mỏng. Rất là mỏng luôn anh chị ạ. Mua về là chỉ được sử dụng thôi. Anh chị coi phần nội thất của con Fortuner nhé. Rất là đẹp, bốn vỏ còn rất mới nhé. Dán toàn bộ phim kích nhiệt hết toàn diện rồi. Con này máy dầu máy 2.5 dẫn động cầu sau anh chị nhớ, mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm 7 lít trên 100 km dầu thôi ạ. Dòng này có turbo đi siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, bền bỉ cực mạnh á. Đây là con dán trước của con Fortuner nè. Đó, con dán chị nhìn nè, rất là đẹp. Đây ạ, và tiếp theo ạ, em mới về một con Lacetti đời 2009. Xe này chiếc xe gia đình, không có một xíu dịch vụ, không taxi, không cấm đụng, không bật nước anh chị nhé. Riêng con xe này Trần Anh bao, máy móc nổ cực êm. Đó là phong dáng của con Lacetti đây. Nội thất nè anh chị, nội thất bao, bao đẹp luôn nhé. Từ cái phần tapi cửa này anh chị coi nè, phần ghế này ra để Trần Anh vô, Trần Anh trải nghiệm cho anh chị coi nha. Cảm giác ngồi rất là thoải mái trên con xe luôn. Từ cái tapi cửa nè, nguyên bản hết nha. Từ một cái tapi cửa là nguyên rin hết, ghế là ghế nỉ nè, không có một xíu mục mọt luôn chị thấy không? Nỉ là nguyên bản con xe đây nè. Bốn ghế là ghế nỉ nha, tapi bốn cửa là tapi, toàn bộ là ghế nỉ hết, trần nỉ, bọc ni lông cách nhiệt hết toàn diện rồi. Mọi thứ chức năng đèn đóm trên trần nè, nó hoạt động ok hết. Máy nổ cực êm anh chị nhé. Đây ạ, Trần Anh quay luôn cái phần táp lô phía trước cho chị coi nè. Đây là cụm táp lô phía trước nè. Đó chị coi nè. Từ trên phần táp lô anh chị thấy không? Rất là sạch sẽ, không có một dấu hiệu là đục khoét hay cứng đục gì nhá. Ghế là ghế nỉ hết toàn diện nè. Vô lăng nè, nguyên bản xe, trang bị màn hình, cam da đầy đủ trên con xe nhá, vô lăng nè. Đó vô lăng ba chấu nha, nguyên zin hết, cần số nguyên zin từ anh Z lên chị nhá. Đó là phong dáng con Lacetti á. Quay quay ở trước đi. Đây nè, sáng lắm anh ơi. Ghê. Đúng rồi, sáng thì tốt. Đó, đây là phong dáng của con Lacetti đời 2009 đó chị nhá. Trần Anh hiện tại đang đứng ngay salon, rất là nắng anh chị ạ. Đó phong dáng đó. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhá. Chúc anh chị được có được nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.